Bên tôi, con học thì con thấy là thậm chí là con đang làm viết cái bản án của Đức Phật, nó nói là đạo Công giáo của chúng ta, kinh thánh của chúng ta đấy, được viết cái câu chuyện của Chúa Giêsu được viết dựa trên câu chuyện của Đức Phật. Họ chứng minh điều đó. Bởi vì khi lúc mà cái ông Asoka là vua của Ấn Độ gửi những người truyền giáo của Ấn Độ Phật giáo đi qua cái vùng Ai Cập, Hy Lạp, truyền giáo bên đó, thì những cái người đó họ gặp những cái người Kitô hữu đầu tiên và họ kể lại những cái câu chuyện của Đức Phật, và cái câu chuyện của Chúa Giêsu được dựa trên câu chuyện của Đức Phật để viết lại. Họ nói như thế, con thì con chẳng có tin, nhưng mà họ chứng minh được là có những sự kiện và những sự tương đồng với nhau, cho nên giữa các đạo đó giống nhau lắm, giống nhau rất là nhiều. Đạo của mình khác cái đạo của người ta. Chỉ cái câu mà Chúa mới hỏi là Chúa Giêsu nói là các con hãy yêu thương kẻ thù, không phải là không phải các con hãy tha thứ cho kẻ thù, yêu thương tha thứ cho kẻ thù, không chỉ như thế mà cầu nguyện cho họ và là phúc cho họ nữa. Yêu thương tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện và làm phúc cho họ. Đó là cái sự khác biệt của đạo Kitô giáo và bất cứ đạo nào khác. Và cái điều đó là cái điều tiên quyết để cho chúng ta thấy được là cái lòng bác ái của chúng ta đã giống Chúa chưa, đã nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời chưa. Bởi vì Chúa Cha trên trời biết là nó ác lắm, nhưng mà vẫn cho người xuống, vẫn cho nó ăn, vẫn cho nó giàu. Nói tới đây có thể một cái câu chuyện, chắc là có một vài người nghe. Chị em là một lần nữa xin chào đón quý ông bà anh chị em đến với ngày thứ ba của cái dịp hướng tâm của vòng của chúng ta. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào rồi? Có sốt sắng lên chút nào chưa? Chưa phải không? Còn nặng lắm hả? Bởi vì hôm rồi nghe anh Thủy anh nói là nghe cha giảng xong rồi người rủ rượi ra chẳng có muốn làm gì hết trọi. Vẫn đợi chờ. Dạ. Vẫn đợi chờ. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì Đức Mẹ đã chờ suốt đời, Thánh Giuse cũng chờ suốt đời. Thánh Giuse thì chẳng thấy cái gì, Đức Mẹ thì còn thấy được Chúa chết. Cái ngày đầu tiên chúng ta suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua công trình tạo dựng và công trình cứu độ. Còn muốn nhắc lại một chút xíu nữa là khi Thiên Chúa tạo dựng thì Thiên Chúa có toàn quyền tự do, Ngài muốn tạo dựng như thế nào thì tùy Ngài. Cho nên trong cái tạo dựng tất cả đều tốt đẹp hết, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng mà cái sự tội nó len vào trong tâm hồn con người, cho nên Thiên Chúa phải chuẩn bị một cái chương trình cứu độ. Và khi chương trình cứu độ thì Thiên Chúa không còn được tự do lựa chọn nữa, bởi vì cái sự cứu độ của Chúa được mời gọi, còn cái sự đáp trả của con người mới là quyết định. Bởi vì Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ rồi, bây giờ con người có nhận hay không thì đó là cái quyền tự do của chúng ta, cho nên Thiên Chúa không có quyền nữa. Thánh Augustino nói rất là rõ, khi Thiên Chúa tạo dựng nên tôi, Ngài chẳng hỏi ý kiến gì của tôi hết. Nhưng mà khi Ngài cứu độ tôi thì Ngài phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi có đồng ý thì Ngài mới cứu được tôi, tôi không đồng ý thì Ngài cũng thua bỏ tay. Đức Mẹ cũng thế. Tại sao mà chúng ta đặt một cái câu hỏi thứ hai là tại sao mà Thiên Chúa phải chờ lâu như thế, cả mấy trăm triệu năm như vậy để đến với con người, cho con của Ngài được sinh ra làm con người, làm đấng cứu độ? Bởi vì Thiên Chúa phải chờ và tìm cho được một cái gia đình hoàn hảo, đạo đức và thánh thiện. Không chỉ là Đức Mẹ không mà thôi, mà là cả Thánh Giuse nữa. Nếu mà tìm được một người thì chắc là dễ hơn là tìm được hai người. Cho nên là Thiên Chúa đã mất nhiều thời gian chờ con người để cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô, để cho Đức Kitô được làm người, để chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Và như thế thì Thiên Chúa đã hoàn thành cái công trình cứu độ của Ngài. Phần còn lại hôm nay là cái đề tài của chúng ta. Chúng ta cần làm gì?
để đáp lại cái lời mời gọi của Chúa. Và bắt đầu cái buổi suy niệm tối hôm nay, con xin đọc một đoạn kinh thánh rất là ngắn. Mời xin quý ông bà anh chị em chúng ta cùng suy niệm trên cái đoạn kinh thánh đó. Đoạn kinh thánh trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 5 câu 43 và những câu tiếp theo. Chúa Giêsu phán rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì nào có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên thánh thiện như cha của anh em trên trời là đấng thánh thiện. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Chúng ta hát: lời người là sung sang của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước, lời Ngài được chất quan niềm vui, trọn vẹn ngàn kiếp khác đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Tất cả chúng ta chỉ có một ơn gọi mà thôi.
chỉ có một ơn gọi, là ơn gọi nên thánh. Cho dù đó là chúng ta sống ở bậc nào thì cũng chia sẻ một ơn gọi nên thánh mà thôi. Hồi nãy đầu lễ anh Thủy có kể cái câu chuyện cười. Anh nói là một cha chết, rồi cũng một ông tài xế người chết đi lên thiên đàng. Thánh Phêrô sau khi hỏi cái ông tài xế là ở dưới trần gian ông làm gì, nó còn lái xe buýt. Nó à, vậy à, vậy thì anh vào cái phòng đặc biệt đấy đi, à, phòng hạng nhất. Rồi tới lúc cha tiếp theo vô thì nói là vậy thì ở dưới thế con làm gì, nói thì con làm linh mục. Nó được bao nhiêu năm rồi? Nó được 40 năm rồi. Nó thầy, vậy thì con đi vào cái phòng cuối cùng đấy. Thì vị linh mục này mới nói là phản ứng lại, nó là cứ cha sao ở dưới Phêrô sao được, con làm linh mục hy sinh cả đời mà tại sao lại xuống cái phòng dưới cùng mà cái anh tài xế này lại ở cái phòng nhất. Thánh Phêrô mới nói là trên trời là công bằng lắm, tính theo cái công trạng chứ không tính theo địa vị. Bởi vì cái anh tài xế này mỗi lúc mà anh lái xe thì là ai lên xe cũng làm dấu đầu tiên hết, anh chạy ổ quá. Còn mà cha mỗi lúc mà cha giảng là người ta bù hết, chẳng có công trạng gì. Cha Thủy cẩn thận nha. Anh Thủy anh mới nghe chuyện đó đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng là các cha hay là các sơ là lên thiên đàng trước chúng ta, không có đâu. Chúa Giêsu nói rồi, đĩ điếm lên thiên đàng trước các ngươi. Chúa nói với ai vậy? Chúa nói với các linh mục tư tế đấy. Mà đúng thôi, nếu mà chúng ta làm một bài toán thì chúng ta thấy rất là đúng. Một người xấu được sinh ra trong một hoàn cảnh xấu là bao nhiêu điểm? Zero, không có một điểm nào hết trọi. Còn một người tốt sinh ra trong một gia đình tốt, có học hành, có nuôi nấng tốt lành, được mấy điểm? 10 điểm. Sau này cái người 10 điểm được học cho nên đi làm linh mục. Rồi cái người kia bởi vì là sinh ra là mẹ là làm gái thì con sau này cũng đi làm gái. Rồi sao? Một thời gian sau thì vị linh mục càng ngày càng mất nhân đức đi. Sau 40 năm trừ mất 4 điểm còn 6 điểm. Còn cái người mà đi làm gái càng ngày họ càng cải thiện cái cuộc sống của họ. Sau 40 năm họ làm được 4 điểm. Tức là họ làm lợi cho Chúa được 4 điểm. Gọi là 4 nén bạc đấy. Còn các cha đánh mất 4 nén của Chúa. Ai lên thế là người làm lợi chứ. Chúa Giêsu nói có lý lắm. Cho nên là chúng ta đừng có xét cái bên ngoài, không có đâu. Chúa nhìn thấy bên trong. Và như thế thì hôm nay nói là nên thánh, mà nên thánh như cha trên trời, đố ai làm được? Có ai dám đặt tay lên ngực nói là con thánh thiệt rồi không? Trong cộng đoàn chúng ta có ai dám không? Anh Minh nhìn có vẻ liêm chim giống như là anh ta còn phân vân phải không? Nửa muốn giơ tay, nửa muốn không phải không? Anh giơ tay mà chỉ bỏ xuống cái gì? Biết mà, biết ngay thôi. Đấy, cũng liều lắm á. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, ai mà dám nói mình là thánh thiệt? Suốt cuộc đời chúng ta có dám nói điều đó không? Khó lắm. Thánh thiệt như cha là Chúa ở trên trời. Vậy thì nếu mà không làm được thì phải chăng cái lời mời gọi trong Kinh Thánh này nó không có nghĩa lý gì sao? Chúa Giêsu phải làm cái gì đây để cho cái điều này được ứng nghiệm? Con học về Phật giáo thì trong cái phái mà phái gọi là cái nhóm nhỏ đó, nó kêu là tiếng Việt gọi là tiểu thừa, thì họ tin rằng là cho tới Đức Phật, mà Đức Phật bây giờ đó gọi là ông gì nè, Thích Monica chứ không phải Monica.
bên tiếng Anh và bên tiếng Việt. Thì ông Phật bây giờ đấy là ông Phật thứ 400. Vậy thì từ lúc tạo thiên lập địa, bởi vì Phật giáo có từ, họ tin là có từ ngày tạo thiên lập địa cho tới bây giờ, từ ngày tạo thiên lập địa mới có 400 người à? Nó khó như thế, khó lắm. Bởi vì họ phải từ bỏ ngay cả chính mình, từ bỏ ngay cả cái phần cứu rỗi. Tức là nếu mà mình bám vào cứu rỗi là mình không được cứu rỗi, phải bỏ hết để trở về không. Thì lúc đó mới làm Phật. Còn Chúa Giêsu nói cũng chẳng có khác gì Đức Phật. Nên hoàn thiện như Cha trên trời hay làm được. Vậy thì hôm nay chúng ta suy nghĩ như thế nào về cái lời mời gọi này của Chúa? Khi chúng ta suy niệm ngày đầu tiên, chúng ta được nói rằng là Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Chúa. Sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Tức là khi chúng ta được tạo dựng, chúng ta đã là hoàn thiện rồi, thánh thiện rồi, giống Chúa rồi. Nhưng mà trời vì cha mẹ sinh con, thì câu tiếp theo là gì? Thì là cái gì vậy? Trời sinh tính, không phải. Cả đó là con cháu Adam mới nói nhé. Đổ lỗi cho Chúa, thấy không? Bây giờ người ta đổi rồi. Cha mẹ sinh con, thời sinh tính. Cái thời đại để nó sinh ra nè. Tại sao cái tuổi trẻ ngày hôm nay nó khác với tuổi trẻ ngày xưa chúng ta? Bởi vì cái thời này nó khác. Chứ mà nói trời sinh tính tức là đổ lỗi cho Chúa đấy. Giống như Adam đổ lỗi cho Eva, và đổ lỗi con rắn, con rắn được, và đổ lỗi cho Chúa. Thì chúng ta vẫn cứ dùng cái câu đó. Nhưng mà không, thời sinh tính. Cái thời này nó làm cho con người tha hóa đi. Cho nên chúng ta được mời gọi để trở về với cái bản chất nguyên thủy của chúng ta là thánh thiện như Cha của chúng ta ở trên trời. Và khi chúng ta được trở nên người Kitô hữu, tức là Thánh Phaolô gọi là các thánh, ít nhất là 3 lần Ngài gọi những người đã được rửa tội và tin theo Chúa Giêsu là các thánh. Vậy thì chúng ta cũng là thánh. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà chúng ta mà vỗ ngực xưng danh tôi là thánh, thì có người sẽ nói ngay: thánh tôi đây. Thánh tôi, thánh tôi là gì vậy? Quý vị thân, thánh tôi là thúi tanh. Thúi tanh chưa đâu nhà, chúng ta chưa có thơm được như thế đâu, mà thúi tanh lắm đấy. Cho nên là trong thư gửi Corinto, Thánh Phaolô nói là các thánh của Thiên Chúa ở Corinto, hay là các thánh của Thiên Chúa ở Epheso, hay là các thánh của Thiên Chúa ở Philippe, hay là các thánh của Thiên Chúa ở Colosse. Những lần Thánh Phaolô gọi các thánh, tức là chúng ta đã được nên thánh trong Đức Kitô. Và như thế, tại sao chúng ta chưa dám nói mình là thánh? Chúng ta có hội thánh mà, cái hội của những người làm thánh mà. Nếu mà chúng ta chưa được làm thánh, hay là chưa trọn vẹn làm thánh, đã có thánh rồi nhưng mà chưa trọn vẹn thôi, thì chúng ta phải làm gì để được nên thánh? Mùa vọng mời gọi chúng ta hãy sống tỉnh thức. Tỉnh thức theo tin mừng có nghĩa là gì? Tỉnh thức đầu tiên theo tin mừng giống như là cái câu chuyện mà Chúa Giêsu nói là một người ông vua kia trao, trước khi đi xa thì trao cái tài sản lại cho những người trông coi, rồi sau này ông sẽ về để tính toán. Rồi sau đó Chúa Giêsu mới nói là các con hãy tỉnh thức, đừng có để cho kẻ trộm đào vách khoét nhà vào lấy tài sản đi.
Vậy thì kẻ trộm đây là ai? Ma quỷ. Thói hư tật xấu. Còn gì nữa không? Kẻ trộm đây là ma quỷ, là thói hư tật xấu. Đúng rồi. Thế gian. Xác thịt. Đúng rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Nói chung lại là tham sân si. Đó là kẻ trộm. Cái lòng tham của con người chúng ta quả là vô đáy. Con không nói gì ai xa hết. Con chỉ nhìn thấy con thôi là con thấy nó vô đáy rồi. Bởi vì con mê chụp hình. Mê lắm. Thấy cái máy chụp hình là mắt sáng lên. Có nhiều khi quên cả dân lễ đi. Mê tới độ như vậy. Và hôm rồi có anh nào mới hỏi là thưa cha, trong phòng của cha có bao nhiêu máy rồi? Nói chạy gì mà khai ra anh ấy gửi cháy điện. Bởi vì nhiều quá, không bao giờ là đủ. Máy nhỏ nhất cũng có, cái máy lớn nhất cũng có. Cái máy mà phải hai người kia đó. Cái lòng tham nó không dừng lại được. Cuối cùng con phải nói là bây giờ phải như thế nào đây? Khi mà nhà dòng kêu con chuyển từ Bóc Siêu đi qua Boronia, con đã chết rồi. Chở hai chiếc xe, máy còn. Mà bây giờ vẫn còn nằm ở bên Bóc Siêu. Ông cha bên trên bên đó mới gọi ngày hôm kia: Thiên, qua lấy máy về bên nhà đi, để chị bên này chiếm hết một phòng. Cái lòng tham không có đáng. Cái lòng mê muội như thế. Mà cái lòng tham đó nó xuất phát từ cái si. Nhưng mà trước khi có si thì chúng ta có cái sân. Sân là cái sự giận dữ. Cái sự giận dữ, sự ghen tương. Nó là kẻ trộm đấy. Nó vào nó lấy cái tình yêu gia đình như chơi. Nó phá vỡ cái hạnh phúc gia đình. Dễ. Cái giận dữ mới tới cái si. Cái sự không biết, thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái sự khôn ngoan của Chúa. Đấy, kẻ trộm mà nó vào nó lấy cái gì? Nếu mà nó vào nhà của mình nó lấy cái gì nhỉ? Và cố nghĩ là nếu mà cái tham sân si vào thì nó lấy cái gì của mình nhỉ? Đúng rồi, nó lấy cái linh hồn của mình. Nó vào nó lấy cái sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cái hình ảnh của Thiên Chúa đó. Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta cái hình ảnh của Ngài khi Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta. Mà cái hình ảnh đó là thánh thiện, là tốt lành. Bây giờ, đấy, cái tham sân si, cái kẻ trộm đó, nó vào nó lấy đi cái hình ảnh đó, hình ảnh tốt đẹp đó nơi chúng ta. Đấy. Đó là cái cách sống tỉnh thức, là chúng ta đừng để kẻ trộm, đừng có để tham sân si nó phá hủy cái cuộc sống của mình và của gia đình. Con có một người anh tinh thần, hai anh em thương nhau lắm. Anh nó cũng mê chụp hình nữa. Mà con cứ nói với anh thôi, anh cố gắng đi, sắp xếp bỏ bớt việc đi. Chứ anh làm gì mà một ngày anh làm bảy, một tuần anh làm 7 ngày, một ngày anh làm tới 18-20 tiếng. Làm gì vậy? Có một tuần cách đây một năm vô cái dịp Noel này, một tuần anh ngủ có 4 tiếng thôi. Tức là làm để chết. Mà con nói ngay cả cái ngày thứ sáu tuần thánh và chủ nhật phục sinh cũng đi làm thôi. Nói thì anh để cho cái tham và cái si nó lấy linh hồn của anh mất rồi. Và chúng ta dễ dàng đi vào con đường đó. Bởi vì chúng ta nói công việc mà, công việc đòi hỏi mà. Và làm như thế rồi cái gia đình của mình hạnh phúc không? Khi mà chúng ta ngồi lại thì mất gia đình mất rồi. Ở Preston, con ở đó 6 năm, có một cái gia đình kia cũng thế. Tất bật làm để gây dựng cuộc sống. Nhà chỉ có một, nhà có 3 đứa con. Cuối cùng 3 đứa khi mà cha mẹ tỉnh ra thì 3 đứa học rồi. Cha ơi, cha cứu con của con ơi. Nói thôi, gửi nó đi vô trại đi. Cho nên chúng ta có nhiều khi để cho cái cuộc sống nó kéo chúng ta đi vào cái tham sân si, nó kéo chúng ta
để chúng ta đánh mất chính mình và đánh mất gia đình. Rồi vợ chồng không có giờ cho nhau nữa. Và người ta hỏi rằng là cái điều gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái, cha mẹ có thể làm cho con cái cần nơi cha mẹ điều gì nhất? Phải chăng là cái trường tốt? Phải chăng là có nhà cửa của cải cho nó? Nó cần cha mẹ thương nhau. Đấy, cái điều đó là cái điều mà con cái nó hạnh phúc nhất. Con cái nó tốt lành là nó thấy cha mẹ thương nhau, chứ không phải nó thấy những cái gì mình làm cho nó. Một lần trong đời con thấy ba của con la mẹ của con, và từ đó con giận ba của con. Giận nhiều năm lắm. Cho tới ngày con chịu chức linh mục, từ hồi con còn bé và tới ngày con chịu chức linh mục, con mới xin lỗi ba con. Con giận lắm. Bởi vì tại sao mà ba có cái quyền gì mà đi la mẹ, mà la trước mặt của con? Cho nên con cái của chúng ta cần giữ cha mẹ yêu thương nhau. Đó mới là Giuse, mới là Maria. Thì con cái của chúng ta mới có thể làm Giê-xu được. Rồi, tỉnh thức là cái gì nữa? Tỉnh thức là làm lợi cho Chúa. Làm lợi cái gì? Cái nét bạc. Thời gian Chúa ban cho chúng ta, sức khỏe Chúa ban cho chúng ta, gia đình Chúa ban cho chúng ta, rồi cơ hội Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có dùng đúng vào cái việc mà Thiên Chúa muốn không? Hôm qua có cái anh kia, anh trong cái hang đá rồi nó vào nó lấy mấy cái tượng nó phá đó. Anh mới nói là mấy anh nào đó nói ngày mai anh nhớ vào nha. Nói không, mai mình bận lắm, con cái của mình, con cháu của mình đã tới phải trông. À, nếu mà mình mà tới đó thì mình phải cho nó uống thuốc ngủ rồi mình mới tới được. Muốn hy sinh lắm, muốn tốt lành. Đấy, phải tính tới cái chuyện là con cho cháu nó uống thuốc ngủ rồi mình mới tới đây làm việc được mà. Muốn hy sinh, làm lợi cho Chúa, làm lợi cho giáo hội, làm lợi cho mình rất là cần. Thiên Chúa trao thời gian thì chúng ta hãy chia sẻ thời gian. Thiên Chúa trao sức khỏe, chúng ta chia sẻ sức khỏe. Thiên Chúa trao sự hạnh phúc, chúng ta chia sẻ hạnh phúc. Thiên Chúa trao thánh giá, chúng ta hãy chia sẻ thánh giá. Chia sẻ điều gì chúng ta có thể chia sẻ được? Thì đó là mới làm lợi. Làm lợi cho Chúa, những cái nét bạc mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là tỉnh thức. Chắc là biết bạn chị em có nghe cái câu chuyện mà hai vợ chồng kia mừng kim thánh hôn phối sau 50 năm. Thì con cái nó mới mua cho cha mẹ một cái vé để đi hành hương đất thánh, rồi đi bao nhiêu nước ở bên châu Âu nữa, cũng nhiều nước lắm. Thì hai ông bà đi cùng với đoàn. Từ lúc đi vô đất thánh trước, khi tới đất thánh thì không may là bà bị đau nặng và bà mất ở bên châu Âu. Thì mấy cái người mà họ lo về hậu sự họ mới nói như thế này: nếu mà ông muốn thì chúng tôi sẽ chôn cất bà ở đây cho ông, và cái điều đó là một cái phần phúc cho bà, bởi vì được chôn ở đất thánh thì hiếm lắm, mà cái tốn kém thì chắc cũng không bao nhiêu đâu, tính lại thì vỏn vẹn cũng khoảng 1.000 hơn, 1.000 đô hơn gì đó. Rồi nhưng mà bây giờ nếu mà ông muốn đem bà về thì bởi vì phải có những cái thủ tục đặc biệt, thì tính ra cả quan tài này nọ hết cả vé đem về thì hết khoảng 7.000. Thì tùy ông, nếu mà ông chôn đây rồi đó thì chúng tôi lo cho ông để ông tiếp tục ông đi hành hương đi. Ông mới nho dịu một chút xíu nay. Thôi, tôi phải đem bà về. Cái người đó mới nói, ồ, ngạc nhiên quá, vậy thì ông thương bà đủ lắm nha. Chắc là đem về bên đó cho gần gũi, rồi mỗi ngày ông ra thăm bà. Nói không, không phải cái chuyện đó đâu. Bởi vì ông biết mà, cách đây 2.000 năm đó, có người chết, trông đến đây sống lại. Tôi muốn cái chuyện nó xảy ra với bà thôi. Bác ái quá. Rồi, cái sống thánh, sống tỉnh thức. Cái điều thứ ba Chúa Giê-xu mời gọi
là yêu thương và tha thứ. Ngày hôm qua con có nói tới một chút xíu rồi. Bởi vì chúng ta nói yêu thương thì dễ lắm. Cái yêu thương là cái lời dễ nói nhất. Lời dễ nói nhất. Ngay cả con cũng nói được nữa. Và hôm qua trên đường đi về, lái xe thì đây về nhà con là một cái bài thơ về yêu thương. Không biết là cái bài gì em không muốn nghe thơ của con nhỉ? Vậy thì chờ con lấy cái phone của con mới đọc. Bởi vì con làm cái bài thơ nó đơn giản lắm mà. Con nói là giảng cái cộng đoàn xong lại có ý thơ. Chứ vậy thì con để con lấy cái phone của con rồi con. Đọc ra thì quý ông bà anh chị em đừng có cười con à, đặc biệt là anh Minh đấy nhé. Anh đừng có cười nhé. Và cũng đừng có lấy cái bài thơ của em mà sau này đi làm MC nhé. Biết là con bỏ ở đâu, con vừa lái xe mà vừa làm thơ đấy. Cái này là có tội nhà. Không, nhưng mà làm thơ thì con chỉ làm trong đầu thôi. Về nhà thì con mới ngồi con bấm vô cái máy có mấy câu thôi. Gọi là thơ con khóc. Con nói là tình yêu như sóng thủy triều, lúc lên, lúc xuống, lúc đầy, lúc vơi. Tình yêu như một nắm xôi, chưa ăn thì muốn, ăn rồi thì nê. Tình yêu như tách cà phê, vừa đen vừa đắng, chẳng chê anh nào. Tình yêu như chén bánh ngào, ngọt lịm mía mật, chị nào chẳng ham. Tình yêu chẳng kể giàu sang, chỉ khi chiếm được tim nàng mới yên. Tình yêu là chốn thần tiên, trẻ già lớn bé một niềm khát mong. Mai sau dù có long đong, tình trao nghĩa trả, một lòng nên duyên. Đó, thư mật công của con đây. Tối ăn cơm với anh Quyền cho nên là mới nghĩ ra như thế đấy chàng. Bởi vì ăn toàn là mấy món đồng không ạ. Cho nên cái yêu thương tha thứ, cái tha thứ là thước đo của lòng yêu thương. Nếu quý ông bà anh chị em, vợ và chồng mà chưa có tha thứ đủ hay là tha thứ hết thì chúng ta chưa có yêu thương đủ hay là yêu thương hết. Bởi vì yêu thương đòi hỏi phải cho mình đi. Và cái tiếng Anh nó nói rất là rõ cái chữ mà tha thứ là forgive. Forgiving chứ không phải là for sale, không có bán đâu. Để cho đi, forgiving chứ không phải là for sale. Là mình thích xem hơn là ghi à, cho nên là chúng ta chỉ biết được cái người khác thương chúng ta chừng nào khi người đó tha thứ cho chúng ta nhiều hay ít. Đây là một cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Bởi vì chỉ có cái tình, cái sự tha thứ mới làm cho chúng ta nên thánh. Cái bài phúc âm hồi nãy con đọc hết cái bài đó thì mới kinh lạy Cha. Và sau cái kinh lạy Cha thì Chúa Giêsu nói tiếp như thế này: thật vậy, nếu anh chị em tha lỗi cho người khác thì Cha anh chị em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh chị em.
ngày mai chúng ta có nghi thức hoàn giải. Nếu chúng ta có xưng tội, nếu chúng ta có làm việc đền tội, nhưng nếu chúng ta chưa tha thứ thì những tội của chúng ta vẫn chưa được tha. Và tha thứ tới chừng nào? Tha thứ giống như Kitô, Đức Kitô. Tha thứ ngay cả khi mà cảm thấy là đau nhất, cảm thấy là mất mát lớn nhất, cảm thấy là tột cùng rồi, nhưng mà vẫn phải tha. Họ đang đóng đinh nhưng mà vẫn tha. Và có thể là khó tha mà còn cầu nguyện nữa, xin cha tha cho họ nữa. Thì đó là cái lời nguyện mà con hay dùng khi mà con tha thứ người khác không được. Giống như hôm qua con nói với cộng đoàn là cha bố của con, cha linh hướng của con, hai bố con chẳng có tha cho nhau được. Cuối cùng con chỉ gặp ông quay lưng lại nói tay xin cha tha cho bố con cái, không tha nổi. Nhưng mà khi mà cầu nguyện rồi thì dễ dàng giáp mặt hơn và dễ dàng hỏi chuyện với nhau hơn. Cho nên cái điều tha thứ là cái điều làm cho chúng ta nên thay. Và chúng ta biết là thường chúng ta chú trọng về việc đạo đức, và việc đạo đức thì nó dễ hơn là việc nên thánh. Mà đạo đức không ai bằng là những người Pha-ri-siêu, bởi vì họ là những người luôn luôn chú tâm đến những cái việc đạo đức ở nhà, ở đền thờ, giữ luật, rồi tham dự các nghi thức. Họ rất là đạo đức, không có ai bằng họ. Đạo đức tới độ mà gọi là Pha-ri-siêu, tức là Pha-ri-siêu là tách ra một cái nhóm đạo đức riêng. Chúng tôi là những người đạo đức, còn dân chúng là những người không có đạo đức như chúng tôi. Và Chúa Giê-xu nói như thế nào? Khốn cho các người là những người đạo đức giả, bởi vì họ thiếu đi một cái vế thứ hai của ơn gọi nên thánh. Họ không có cố gắng nên thánh mà chỉ đạo đức thôi. Chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa đạo đức và nên thánh không? Nên thánh là chúng ta đến với người khác. Đạo đức là chúng ta giữ riêng cho mình, tham dự các nghi thức, tham dự các thánh lễ, rồi đọc kinh cầu nguyện là chúng ta làm riêng cho mình. Nhưng mà không có được đâu, Chúa nói rồi. Đừng có nghĩ rằng là kêu lạy thầy, lạy cha là được vào nước thiên đàng. Không có. Chứ thầy con ăn với thầy, ăn chung chén chung bàn với thầy mà. Không được. Bởi vì đó là đạo đức thôi chứ không phải là nên thánh. Và Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh cơ. Đạo đức chỉ giúp cho chúng ta đến gần với Chúa hơn, để dễ dàng nên thánh hơn. Và nên như vậy thì nên thánh chúng ta phải làm cái gì? Trong cái phần tiếp theo gọi là phán xét chung, cái cuộc phán xét mà gọi là tách chiên ra khỏi dê ấy, thì Chúa Giê-xu nói như thế nào? Khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khi ta rét các ngươi cho ta mặc, khi ta đi tù các ngươi thăm viếng, khi ta đau ốm các ngươi tới ủi an. Nên đó, chúng con đâu có bao giờ thấy Chúa mà đau ốm hay là đói ra hay là thách chứa gì đâu, phải không? Những anh chị em bé mọn của tôi, nếu mà làm cho họ là làm cho tôi. Cho nên cái bác ái là cái điều kiện tuyệt đối để được nên thành. Bởi vì trong bác ái, chúng ta để cho Thiên Chúa ơn Chúa làm việc trong chúng ta. Và chúng ta nên giống Chúa. Khi chúng ta cho đi thì chúng ta nên giống Chúa. Nhưng mà cái bản tính của chúng ta không có làm như vậy. Bản tính của chúng ta là dễ dàng tìm mọi sự cho mình, còn mà làm cho người khác thì khó lắm. Chưa nói tới là tha nhân, người trong nhà đã khó rồi, chưa nói tới những người xa, những người chúng ta không quen biết. Nhưng mà chỉ điều kiện được nên thánh và được hưởng phúc là sống bằng ái.
giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã được sinh ra trên đồng, giống như là Đức Cha Hoài nói phải không? Sinh ra trên đồng, sống trên đường và chết trên đồi. Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những người đói khổ, những người đói rách, những người nghèo, những người kém may mắn. Đó là lý do mà Thiên Chúa tới để giúp con người lên này. Cho nên ngày hôm nay các con hãy nên hoàn hảo, nên thánh thiện như Cha của các con trên trời bằng đời sống ban ái. Đạo đức cần thiết lắm, nhưng mà đạo đức chỉ là với cái visa thôi. Muốn đi tới nữa thì phải có mình chỉ là hộ chiếu thôi, cho mình thôi. Muốn đi tới, đi vào nước Chúa nữa thì cần có cái visa, là lòng đạo đức. Cho nên người ta mới nói là khi chúng ta tới dâng thánh lễ là chúng ta tới để Chúa gặp chúng ta. Còn khi chúng ta đến với người khác, đến với tha nhân, là chúng ta mang Chúa đến cho họ, Chúa đến với người khác. Mới đó mới là thánh lễ. Đó là lý do mà tại sao sau thánh lễ, khi thánh lễ kết thúc, linh mục luôn luôn nói chúc ông bà anh chị em lên đường bình an, chứ không phải về nhà. Lên đường để làm việc bác ái. Đó là cái lời chúc lên đường để nên thánh. Thánh lễ nơi đây là việc đạo đức xong rồi, bây giờ chúng ta cùng là hội thánh lên đường để nên thánh. Đấy. Một cái lời mời gọi mà có những khi chúng ta chỉ nghĩ là lễ xong rồi đi về thôi. Không có đâu. Không có. Lúc đó mới bắt đầu là giáo hội được sai đi. Giáo hội về để lắng nghe tiếng Chúa, để được Chúa chỉ dẫn và được gần gũi với Chúa. Sau đó mình mới đi ra để được nên thành. Cho nên khi chúng ta lên rước lễ, thường thì các cha hay là các thừa tác viên trao bình thánh, nói là bình thánh Chúa Kitô. Chúng ta sướng Amen. Có nghĩa là gì vậy thưa bạn ạ? Đúng rồi, tin đó là bình thánh Chúa Kitô. Chúng ta tin cái điều đó. Còn cái gì nữa không? Còn cái vế thứ hai quan trọng y như vậy. Cái lời Amen của chúng ta là một lời tuyên xưng đức tin, là tôi tin rằng cái điều mà tôi đang nhận đây là bình thánh của Đức Kitô. Và sau khi tôi tuyên tín rồi, tôi tuyên xưng rồi, thì tôi mới tuyên tín là tôi muốn trở nên bình thánh của Chúa Kitô trong cuộc đời này. Cho nên Đức Anh nó mới có một cái câu: We are what we eat. Chúng ta trở thành cái điều chúng ta lãnh nhận. Chúng ta lãnh nhận Đức Kitô, chúng ta trở thành Đức Kitô. Cho nên đó là một cái sự sai đi. Lãnh nhận bình thánh là một cái sự sai đi để chúng ta được làm chiên của Chúa, chứ không phải là làm dê của Chúa. Khó nhỉ? Nghe như thế này thì rủ rượi lắm, bởi vì nó nặng nề quá, khó quá. Với lý do đó mà tại sao chúng ta giáo hội cho chúng ta những cái mùa này mùa kia, để chúng ta tiếp tục ôn lại, nghe lại lời Chúa, và chúng ta bắt đầu trở về với Chúa. Trở về trong cái nghĩa là trở về với cái hình ảnh của Chúa trong chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có tỉnh tâm, để chúng ta cùng nhau ôn lại lời Chúa, dẹp đi cái tham sân si, đừng cho kẻ trộm nó vào nhà của chúng ta nữa, để cho chúng ta được nên thành. Và khi Chúa tiếp tục chờ đợi, chúng ta không có chờ đợi Chúa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi. Ezekiel nói rồi: ta không muốn cho những người gian ác tội lỗi phải chết và diệt vong,
Ta muốn họ và chờ đợi họ sám hối để nên thánh trở về cùng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi chúng ta. Và có một cái điều quan trọng, bởi vì Thiên Chúa chờ đợi chứ không phải chúng ta chờ đợi, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng, cố gắng thôi chứ đừng có sợ, bởi vì chúng ta đã là thánh rồi, đã được thánh hiến rồi. Và con nhắc lại một lần nữa, đây là cái điều con tin, là chúng ta, Thiên Chúa không để chúng ta phải bị hư mất, không sợ, bởi vì Thiên Chúa đã chết, đã đổ máu ra đã chết, thì không huống hồ gì Ngài để cho cái sự chết của con Chúa trở thành vô nghĩa đối với con. Không, mình chưa phải là thánh thiện, nhưng mà Thiên Chúa có cách của Ngài, chứ không phải là chúng ta tự mình mà trở nên thánh thiện được. Vậy thì bây giờ chúng ta có cảm thấy vui không? Nếu mà là người Kitô hữu mà trên khuôn mặt của chúng ta chưa lộ được một cái niềm vui thực sự, thì chúng ta đánh mất cái dấu chỉ của Thiên Chúa nơi chúng ta. Có nhiều người gặp con cứ hỏi đấy, tại sao lúc nào cha cũng cười vậy? Con nói tại sao mà con cười? Bởi vì mình cảm thấy là mình là con của Chúa mà. Cho nên khi chúng ta vào nhà thờ, chúng ta chân thánh lễ, chúng ta cầu nguyện, hãy để cho con người của chúng ta có một niềm vui. Đức Giáo Hoàng nói rõ rồi, nếu mà chúng ta chưa vui thì chúng ta chưa thực sự là người Kitô hữu, tức là chưa có Chúa Kitô. Nếu mà chúng ta đã có Chúa Kitô rồi thì không có lý do gì mà chúng ta không vui. Không có lý do gì. Cho nên nếu mà quý ông bà anh chị em lên đứng trên này mà giảng, nhìn xuống thì dễ thấy lắm là ai vui và ai không vui. Mà thực sự á, chúng ta đi vào nhà thờ thường là chúng ta nghiêm trang quá mà đánh mất một cái niềm vui của dấu chỉ của Chúa ở trong chúng ta. Cho nên khi chúng ta tới nhà thờ, chúng ta cần đem niềm vui của mình đến nhà thờ. Đó là những cái dấu chỉ bên ngoài, nhưng mà nó nói lên được một cái phần nào đó của tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần phải vui, vui thực sự, vui lên anh em, hãy mừng vui trong Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, thánh Phaolô gọi là trong mọi hoàn cảnh anh chị em hãy vui lên. Trong mọi hoàn cảnh, cho dù đó trong chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh mất mát, bởi vì cái mất mát đó không phải là cái kết cục đâu, mà chúng ta có Chúa và Chúa là gia nghiệp đời con, thì chúng ta không có gì mà vui bằng là niềm vui được làm con cái Chúa. Khi mà cái cô, khi mà cái cô công chúa sinh ra hoàng tử ở bên Đan Mạch, thì con có vô nhà trường, hôm đó con vô nhà trường để giảng cho các em. Có một em nó thắc mắc, thưa cha, Chúa có công bằng không? Này, cha nghĩ là có. Đấy, con nghĩ là không. Nó tại sao con nghĩ là không? Cái cậu hoàng tử kia chưa sinh ra và hôm nay mới sinh ra nè, là đã có một biệt thự riêng rồi, có người hầu, có tất cả mọi sự rồi, tại sao không phải là con? Mà nói hay. Nói đúng rồi. Thế thì nếu mà nói như con thì Chúa không có công bằng. Nhưng mà con suy nghĩ lại đi, trên trần gian này, bé mà trên trần gian này cái gì là lớn nhất? Là Chúa. Nói vậy thì con có phải là con của Chúa không? Nói phải. Nói vậy là con của Chúa có oai hơn, có to hơn là con của hoàng tử không? Nó nói, ồ hả? Tức là con của Chúa là nhất. Đấy. Chúng ta
Tạ ơn Chúa vì nó là một cái ơn gọi mà giúp cho chúng ta sống một cách tự do, không sợ nữa, không sợ nữa. Bởi vì chúng ta đã có Chúa và Chúa là gia nghiệp của chúng ta, và chúng ta là gia nghiệp của Chúa. Hôm nay chúng ta mời, chúng ta cứ cầu nguyện là xin Ngài đến. Thực sự nếu mà ông Adam và bà Eva không phạm tội, Chúa Giêsu cũng phải tới. Bởi vì đó là tình yêu. Tình yêu là buộc phải tới với người mình yêu. Cho nên Chúa, có ai nghĩ rằng là Chúa Giêsu được sinh ra để chết và cứu độ chúng ta không? Ai tin cái điều đó? Cho dù người đó là người đã nói đến Chúa, rõ ràng chúng ta nghe câu chuyện đó rồi. Cho nên là yêu thương kẻ thù để được nên trong Chúa, bởi vì Chúa đã làm điều đó. Và như thế thì chúng ta được làm thầy. Xin phép con xin giải thích thế này, cho quý vị nghe. Tại sao nó là kẻ thù của mình? Có hai trường hợp. Một là nó làm thì đúng là tội nghiệp thật, nhưng mà nếu nó đúng thì lỗi tại mình. Nhưng mình sẽ bắt lỗi được cái chúng nó được. Làm sao vậy? Con đang suy nghĩ về cái câu hỏi của tổ tông mà đem cái chuyện này khó quá. Con xin tạm giải thích này, là tại sao Chúa bảo mình yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Thì con hỏi tại sao nó là kẻ thù của mình đã làm gì cho nó là kẻ thù của mình? Có hai trường hợp. Một là nó lầm như là kẻ đọc tin như Chúa đó, thì chuyện nó biết Chúa và Chúa biết, nó không biết việc gì nó làm, mình chúng ta thì chúng ta nó không biết. Cái kẻ mà suy đoán thì mình lầm, vì mình biết nó lầm thì là mình tha thứ nó, tại mình yêu thương tại nó lầm đó. Còn mình có tội, mình có tệ để nó nói đúng, mình đúng, nó thù mình đúng quá rồi, phải cảm ơn nó đúng. Hay. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta có thêm câu hỏi hay là ý kiến gì nữa không? Dạ. Cộng đoàn chúng con cảm tạ ơn Chúa vì muôn ơn Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con dâng lên Chúa các cha đang làm việc với cộng đoàn chúng con, dâng lên Chúa ban điều hành những người đang cộng tác cách này hay cách khác để giúp cho cộng đoàn chúng con mỗi ngày được nên thánh thiện hơn. Chúng con dâng lên Chúa gia đình của chúng con, xin cho các bậc cha mẹ trở nên những Giuse, những Maria. Xin cho con cái của chúng con được trở nên những Giêsu. Chúng con dâng hết cuộc sống của chúng con lên Chúa. Xin Chúa thánh hóa và đón nhận chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em ngồi. Trước khi con trao cái microphone cho anh trưởng, quý ông bà anh chị em có thắc mắc hay có câu hỏi gì không? Vậy là không có. Dạ, mời anh. Hôm nay là hôm đầu tiên cho nói là tội. Khi mà Adam và Phạm mà bất tuân Chúa thì chưa có tội, mà chỉ khi Cain làm hại